quý vị đang theo dõi bản tin nóng Sài Gòn của Báo Lao Động hôm nay ngày 19 tháng 11. Sau đây là những thông tin đáng chú ý nhất tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ trong 24 giờ vừa qua. Theo báo cáo 10 tháng năm 2023 của Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, dù đã triển khai visa điện tử ở tất cả thị trường nhưng thực tế các hồ sơ, thủ tục liên quan đến duyệt visa vẫn còn chậm và chưa thật sự thông thoáng. Người dân, du khách mất khá nhiều thời gian để hoàn tất thủ tục. Ngoài ra, so với các nước trong khu vực, các quốc gia vùng lãnh thổ được Việt Nam miễn thị thực là còn quá thấp. Đơn cử như Indonesia đã miễn thị thực cho công dân khoảng 169 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ở Philippines, con số này là 166 quốc gia, Malaysia là 156, Singapore là 150 và Thái Lan là 60 quốc gia. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, đỉnh chiều cao nhất ngày ở mức xấp xỉ hoặc trên mức báo động 1, có khả năng duy trì hết ngày 19 tháng 11. Những ngày tới, thời tiết khu vực tiếp tục giảm nhiệt vào sáng sớm, ít mưa, nắng nhiều, có sương mù và se lạnh. Một số khu vực có nhiệt độ giảm sâu dao động 20-23 độ C, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Khoảng từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 11, mưa xuất hiện nhiều hơn, mưa rông xảy ra chủ yếu về chiều tối. Theo Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông Đường bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, đường Nguyễn Duy Trinh, đoạn từ đường Võ Chí Công đến đường Nguyễn Thị Tư, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, dài khoảng 1,6 km là tuyến đường độc đạo, kết nối cho các loại xe ra vào khu vực cảng Phú Hữu. Trong năm 2022, đoạn đường này xảy ra 7 vụ tai nạn làm chết 6 người, bị thương 1 người. Trong 11 tháng năm 2023, đoạn đường này cũng xảy ra 5 vụ làm 5 người chết. Như vậy, chưa đầy 2 năm, có 11 người chết trên đoạn đường chưa đến 2 km này. Tranh thủ cuối tuần, nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh đã đến Hội chợ Quốc tế Trang sức Việt Nam 2023, lần thứ 30 được tổ chức tại nhà thi đấu Nguyễn Du, quận 1. Các sản phẩm tại đây được bán với mức giá ưu đãi, giảm giá từ vàng đến kim cương của các thương hiệu nổi tiếng. Hội chợ lần này đã quy tụ hơn 50 thương hiệu trang sức hàng đầu như SGC, P&G, Doji và các doanh nghiệp trang sức quốc tế từ các quốc gia và vùng lãnh thổ với nhiều chương trình giảm giá, khuyến mãi lớn. Dự kiến hội chợ thu hút hơn 20.000 du khách đến tham quan mua sắm. Thưa quý vị và các bạn, loài Isopus sở hữu màu sắc bắt mắt, kích thước tí hon chỉ từ 2 đến 2,5cm nhưng lại có tập tính giống loài tôm như chu kỳ vòng đời, quá trình lột xác đang thu hút nhiều người nuôi làm thú cưng. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động. Cơ bản là về cái nó là họ gần nhất với tôm, với lại nó có một cái sự phát triển y chang như một con tôm nhưng mà nó nằm ở trên cạn thôi. Chu kỳ ôm trứng với lại quá trình lột xác nó gần như là giống như một con tôm luôn. Cái bộ môn mà Isopus này á, gọi là mật ẩm á, thì là nó ra được du nhập vào Việt Nam là cách đây là tầm 3 tới 4 năm rồi. Nhưng mà tầm khoảng độ một năm nay 2023-2024 này á, thì nó là một cơn sốt luôn. Là sẽ được những anh em ưa chuộng thì nó sẽ dễ thương, có màu sắc, cái độ tương phản nó nổi bật với nhau. Và cái kích thước của nó sẽ nhỏ nhỏ, nó sẽ rất là dễ thương luôn. Thứ hai là nó là một cái quần thể, nó sinh sống theo bầy đàn. Thì ngoài những cái việc mình chơi nó, mình ngắm nó, để còn có thể mình theo dõi được cái tập tính sống theo bầy đàn của nó. Con Isopus này rất là dễ chơi, mà nhiệt độ mà để chơi thích hợp nhất là sẽ tầm từ 25 cho tới 28 độ C. Thức ăn của cái này là rất là đa dạng, nó là một cái động vật ăn tạp á, thì là nó ăn hết tất cả những gì mình thể cho vô trong cái môi trường. Nhưng mà đa số thì nó sẽ thích ăn lá cây, rửa mục nè, gỗ nè, hoặc là tôm khô, cá khô, động vật đã chết rồi đó. Những thông tin vừa rồi thì khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Bản tin nóng Sài Gòn sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ hàng ngày trên laodong.vn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.